tuổi thơ sống kiếp không nhà, nhập vào đám trẻ bụi đời ngược xuôi trên tàu Nam Bắc, lăn lộn trong những bãi đảo vàng. Nhiều lần bị hãm hiếp, nhưng với nghị lực sống phi thường, chị đã trở thành đại gia của chính mình và của hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Ở tuổi ngoài 40, không chồng nhưng có trong tay hàng trăm đứa con cùng căn bệnh ung thư có thể khiến mình ra đi bất cứ khi nào. Cuộc sống của người phụ nữ này có gì đặc biệt? Con người thật của chị ngoài đời thế nào? Thực hư những câu chuyện về chị cũng như trung tâm nhân đạo của chị ra sao? Tiểu Hương kính chào tất cả và quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình web trẻ thơ. Thì về bản thân Tiểu Hương, tới ngày hôm nay về cái tên của mình, thì trước đây là tên của Tiểu Hương là Huỳnh Tiểu Hương, là do một người bố nuôi là tài xế, thì có một đứa con đã xa rồi, cho nên bố nuôi đã cho Tiểu Hương cái tên đó để làm tên của mình. Thì bây giờ là thì bố cũng đã mất, thì sau đó thì Tiểu Hương đã đổi qua cái tên là Huỳnh Tiểu Hương. Vậy mà khi thời điểm chị được cái người tài xế nhận nuôi là chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ thưa, cái thời điểm đó thì Tiểu Hương cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà Tiểu Hương biết rằng mình sống ở ngoài đường phố, cho nên ba nuôi Tiểu Hương là tài xế xe đò, thì Tiểu Hương mỗi ngày lăn chùi xe đó, rồi xong rồi tối thì ngủ trên nóc xe, thì cũng một thời gian dài mới được cái tên đó, chứ không phải là mới ở lại được cái tên này. Cho nên sau khi cứ ba nuôi thấy xin á, ba nuôi mới thương mới cho cái tên đó. Nhưng mà khi mà đã được có một cái tên chính thức ở trên đời mà lại là mang tên của một người đã đã khuất, cái cảm giác của chị lúc đó thế nào? Dạ, khi mà có một cái tên thì Tiểu Hương thấy rằng thời hồi xưa thì không có nghĩ, nhưng mà khi có cái tên thì mình nghĩ rằng mình thật sự là một con người. Vì khi không có tên mình đi đâu cũng không có được tiếp nhận. Ngày hôm nay mượn tên người này, mai mượn tên người kia, bên xe này lấy tên này, ngày mai bên xe kia lấy tên bên xe khác, thì mình không có cái tên thật. Nhưng mà được ba cho cái tên, thì khi có cái tên rồi thì mình cảm thấy rằng mình ngồi trên chiếc xe đầu, mình cũng thật sự là cái ghế số 1 là của mình, hoặc số 2 là của mình, chứ không phải là một kẻ nữa. Thì nó đối với Thiệu Ước đó một món quà của nhà. Quả là với người ta thì tên nó rất là bình thường, nhưng đối với chị nó rất cực kỳ thiên nhiên. Bởi vì là khi mà sinh ra chị cũng không có một cái thân phận được công nhận, mà khi có một cái tên thì cái thân phận của chị đã được công nhận, đúng không ạ? Cái mối ân tình với người cha đã mất của chị hẳn rất là lớn. Vậy thì hiện giờ cái quan hệ của chị với gia đình của người cha xa xa vậy ạ? Nói chung bây giờ bác mất rồi thì Tiểu Hương cũng không có về nhà nữa, vì bây giờ làm hết rồi. Và đồng thời Tiểu Hương cũng bắt đầu theo con đường nuôi trẻ cô nhi. Thì bây giờ cái tên của Tiểu Hương là về mình Tiểu Mộng thì chỉ có mình Tiểu Hương với ba gia đình biết thôi, còn ra ngoài đời không ai biết cả. Vì cho nên Tiểu Hương đang sử dụng cái tên Tiểu Hương. Thì đối với Tiểu Hương là có một cái tên, đối với Tiểu Hương đó là một cái rất là giá trị và rất là quan trọng. Và Tiểu Hương chỉ nhất là cảm ơn ba, nhờ có ba Tiểu Hương mới có một cái họ mình. Bản thân Tiểu Hương chưa bao giờ ước mơ, vì mình cứ sống mình nghĩ mình được ăn cơm, được ngủ qua ngày là mình được sống, chứ không hiểu cái tờ giấy là nó giá trị. Nhưng mà sau này và bây giờ mới hiểu là tờ giấy nó mới giá trị. Còn trước đây cứ nghĩ là cái giấy chứng minh là đi xe đò hoặc mình mua một cái vé là không bị đuổi thôi, chứ không có nghĩ là nó là giá trị. Nhưng bắt đầu có con rồi bắt đầu mới nghĩ là giá trị. Vậy thì cái tên Huỳnh Tiểu Hương của chị sau này chị đã đổi tên từ Huỳnh Thị Mẫn qua Huỳnh Tiểu Hương như thế nào? Tại vì cái tên Huỳnh Tiểu Hương á, với Huỳnh Tiểu Mẫn hai cái tên nó, vì đi đâu người ta giống như Tiểu Hương đi vô sân bay á, người ta kêu Huỳnh Tiểu Mẫn. Mà không biết tại vì mình tên Tiểu Hương ấy mà cứ ngồi chờ ngóng hoài, ngóng ở tên mình nó mà họ kêu Mẫn mà nó biết, cứ bị phạt hoài cũng không biết nữa. Và đồng thời ví dụ như đi đâu cái tên, tại vì cái tên trên tờ giấy thôi, cho nên Tiểu Hương không có ấy, thì bắt đầu đổi qua cái Huỳnh Tiểu Hương. Vì về sau này bên Bộ Công an, bên C18
thì mấy bác bố đạo mình cũng khó, thì mấy bác khuyên là thôi bây giờ con cứ đổ qua cái tên của mình, thì từ đó Tiểu Hương đổ qua cái tên Huỳnh Tiểu Hương để mà các con và mọi người và những bạn bè thân thích họ vẫn luôn gọi cái tên thân thương và thường gọi lúc ở đường phố. Em hỏi một cái chuyện nó tế nhị một chút là cái thời chị còn năng bạc, chị là trẻ đường phố thì chị có được thu nhận kiến thức, chị có học đọc học viết đâu, hay sau này rồi chị mới đi học những cái đó? Về cái đến trường thì Tiểu Hương hầu như chưa bao giờ được đến trường, và tới thậm chí ngày hôm nay thì chưa có đi học chữ, nhưng mà Tiểu Hương chưa bao giờ cần học. Vì Tiểu Hương sinh độc báo, không biết chữ, nhưng mà sau này khi nuôi các con rồi đó, bắt đầu gạt các con là ngô quần vợ thì cho các con biết A, B, C đó. Bắt đầu mình gạt các con là con phải học, học để cho cô giáo ấy, bắt đầu mình cũng học, bắt đầu mình xếp vô cho giống chữ nhau đó. Nhưng mà thực sự là mình ăn cắp chữ của con, nhưng mà mình gạt con là cô giáo kiểm tra bài. Rồi vi tính cũng vậy, Tiểu Hương không biết sử dụng vi tính, nhưng mà là mua vi tính về cho con học á, xong về bắt đầu gạt con là con bấm thế nào phải bấm cho đúng, rồi bắt đầu con viết ra cái tờ giấy tròn tròn á, bấm chỗ nào mà làm sao ra cái chữ, bắt đầu con nó bấm ra, bắt đầu mình kêu nó ấy, bắt đầu mình canh con đi ngủ, bắt đầu mình bắt chước. Thì Tiểu Hương học theo cái gọi là lúc con đi ngủ, và những gì con học xong con viết thao mình bắt chước lại. Thì tới giờ cũng này thì Tiểu Hương đã biết mở máy, đánh máy, biết đọc báo, biết viết, nói chung là học qua là các con là thầy cô của Tiểu Hương. Câu chuyện về chị với một cái số phận nó đầy giông bão mà có một cái kết là ở bên cạnh hơn 300 đứa trẻ, thì cái câu chuyện của chị đã được chia sẻ năm này qua năm khác, và nhà nhà người người đều kể, và em từ khi em còn ngồi trên ghế nhà trường em đã biết câu chuyện của chị qua những tờ báo rồi. Yeah. Vậy trong tất cả những câu chuyện trước giờ chị từng chia sẻ về cuộc đời chị, thân phận chị, có cái chuyện gì mà chị chưa từng nhắc đến không ạ? Nếu nói rằng là chưa nhắc đến thì nếu mà nói trên báo chí thì nó chỉ có một trong phần hai của phần trăm của phần ngàn nỗi đau thôi. Vì Tiểu Hương cũng không có muốn rằng con mình tổn thương, và cũng không muốn cộng đồng xã hội hiểu về cái nỗi đau của mình. Đó là một cái vấn đề. Thì trước giờ Tiểu Hương cũng giấu rất là nhiều những cái nỗi đau của mình. Vì nhiều khi mình nói ra thì vô tình làm cho nhiều người bố họ lại sai phạm, rồi nhiều người con cũng sai phạm. Cho nên cũng giấu rất là nhiều. Và cũng lý do tại sao Tiểu Hương không cho con nuôi, đó là một cái mà không cho con nuôi. Cái dấu lớn nhất của Tiểu Hương là bị hãm hiếp như người bị nhật rủi cực, bị đặt hãm hiếp, rồi những cái mà không thể nói được và hình hồi đã không thể nuôi hết, nhưng cố gắng nuốt xuống. Nhưng chị Tiểu Hương chỉ muốn rằng các con không giống như Tiểu Hương vậy để mà trôi qua, và còn rất nhiều cái mà mình không thể nói ra. Thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là không có những người cha sai phạm, giống khi người ta nuôi đâm nó nhờ những đứa con như vậy nó mới khá giả, mình phải làm vậy như vậy tới con mình nó mới đi, cho nên Tiểu Hương không có muốn họ sai phạm. Thà Tiểu Hương chấp nhận hy sinh để mà cứu những đứa trẻ, chứ không có muốn nhiều người phạm tội. Mà em có một cái thắc mắc, đó là chị không chỉ bị hãm hiếp một lần mà còn bị hãm hiếp rất là nhiều lần, thậm chí lăn lộn trong những cái bãi đào vàng trong suốt cái thời tuổi trẻ của mình ấy. Mà thân con gái của mình làm sao mà chị có một cái sức sống mãnh liệt như vậy? Ví dụ nếu là người khác, người ta có thể nghĩ người ta quên sinh, hoặc là người ta chấp nhận người ta làm vợ bé, làm tình nhân một cái đại ca giang hồ nào đó để tìm được cái sự yên ổn cho mình. Tại sao chị cứ một mình chị chống chọi mà chị lăn lộn qua được hết cái bãi đào vàng này đến bãi đào vàng kia, rồi bị hãm hiếp hết lần này đến lần khác để chị sống? Ngoài cái bị đi vô các tế bào, bị rồi bị bám vô các động, rồi làm khách hàng cho người khác, nói chung cũng bị rất là nhiều. Rồi ngoài ra những người mình nhận làm nhận cha, làm cha, làm bố ruột đó, là cũng tha nữa. Thì Tiểu Hương cứ nghĩ rằng
lý do tại sao hôm nay Tiểu Hương đứng lên. Thì thường thường ai không muốn hạnh phúc, ai không biết buồn, ai không biết cô đơn và không biết hưởng thụ. Và đến khi Tiểu Hương giàu khó lên, Tiểu Hương chỉ muốn trả thù bằng cách bảo vệ sự sống. Tiểu Hương muốn bảo vệ tất cả những người, mà đặc biệt là phụ nữ và đặc biệt những đứa trẻ mà bị bạo hành. Đó là cái con điểm của Tiểu Hương. Và Tiểu Hương cũng muốn chứng minh cho những người hãm hại mình thấy rằng đừng coi thường những đứa trẻ ô nhi, và đừng coi thường những cái người mà sống trong lúc mà họ đang bị kỳ quỵ và đang bị rơi xuống bức sống và đè họ xuống. Thì cho nên Tiểu Hương khi mà gặp cơ hội thì Tiểu Hương muốn làm thế nào thì giữ lời hứa của mình là bảo vệ. Thực sự ngủ cũng nằm mơ, nhắm mắt ra ngoài đời thì mặt cười, khi nằm xuống thì chỉ biết hai hàng đất mặt rơi. Làm sao nhắm lập gia đình, khi lập gia đình thì người đàn ông nào mà chấp nhận. Rồi cái thân Tiểu Hương thì cái ruột để người da, có gì nói hết, ai chịu. Chừng họ đuổi mình không nói thì cuối cùng người khổ nhất là con mình. Đó là cái vấn đề của Tiểu Hương. Em đang hiểu là có nghĩa là trong câu chuyện của chị cũng như trong những cái tháng ngày mà chị tuyệt vọng nhất, chị lăn lộn là những cái bãi vàng này, nhà chứa nọ, thì một cái niềm tin giúp cho chị vượt qua đó là chị để nghĩ rằng sau này chị phải thành công để chị quay lại chị chứng minh, chị trả thù cho những cái người hãm hiếp chị rằng họ đã sai. Tiểu Hương muốn là trả thù bằng cách thằng là cho họ thấy rằng những đứa trẻ vô nhi, những đứa trẻ bị bỏ rơi là những đứa trẻ có nghị lực sống. Và Tiểu Hương muốn là các con và những đứa trẻ bị bỏ rơi đừng bao giờ buồn và đừng bao giờ cảm thấy rằng mình là những người bất hạnh, mà mình phải cảm ơn bố mẹ mình không giết mình từ trong bụng cho mình chào đời, và cũng cảm ơn xã hội đã tiếp nhận mình cho mình vượt lên số phận. Dù Tiểu Hương có giỏi mấy đi nữa mà không được cái sự quan tâm của xã hội và thì Tiểu Hương cũng sẽ không có ngày nay. Thì Tiểu Hương cứ nghĩ là cố gắng thôi, càng khó khăn thì càng cố gắng. Vậy thì sau này khi mà chị đã giàu có thành đạt rồi và chị được biết đến với vai trò là một người nữ nhân ái truyền cảm hứng, thì những cái người mà từng hãm hại chị ngày xưa họ có phản ứng như thế nào? Và những người mà khi Tiểu Hương có tiền á thì Tiểu Hương khác người ta là Tiểu Hương đi tìm những người đó, Tiểu Hương trả ơn họ trước, là giống như Tiểu Hương mua xe cho họ và cho họ tiền, và đến giống như mình chưa bao giờ họ hãm hại mình, và mình chỉ biết rằng cảm ơn họ và cũng thỉnh thoảng đến thăm họ. Thì đó là một cái cách mà Tiểu Hương muốn cho họ thấy rằng là trước đây con cảm ơn mẹ, cảm ơn bà đã cho con ra khỏi nhà và đã làm những cho con những tuyệt vọng. Nhưng mà nếu không có sự tuyệt vọng đó thì chắc có lẽ con không có ngày nay, không có một Huỳnh Tiểu Hương ngày hôm nay. Dạ. Cho nên Tiểu Hương chỉ biết nói là thầm cảm ơn, và Tiểu Hương cũng lo lại một phần nào cho mình không lo hết. Thì cũng rất nhiều người nói Tiểu Hương sao bà ngu vậy, bà từ nó đi, đừng bao giờ bước chân lai bạn đến đó nữa. Nhưng lương tâm không cho phép, cũng nhờ họ mình có một cái chữ ba mẹ, còn không có thì làm sao mình được. Nhưng ít nhất trên đời mình cũng gọi được hai chữ ba mẹ, dù nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là thiêng liêng. Còn sự sai lầm của họ thì cái đó lương tâm họ tự xét, Tiểu Hương không được quyền xét. Tiểu Hương chỉ biết rằng làm thật tốt để không phụ lòng những người mà xã hội đã đặt niềm tin vào Tiểu Hương. Vậy là chị đã dùng chính những lòng vị tha bao dung của mình để đáp trả lại những cái gì mà người ta đã, những cái bất hạnh mà người ta đã đổ lên cuộc đời chị. Rồi những cái người mà được chị đền đáp như thế, họ có thay đổi tích cực không? Thì không biết nữa. Đây là thực sự thay đổi hay không thì mình không có hiểu, vì Tiểu Hương không có sống chung với họ. Nhưng mà Tiểu Hương chỉ biết rằng họ vẫn còn sống để nhìn thấy mình, và mình muốn làm thế nào để cho họ và nhiều người như họ phải thấy để mà đem cái bụng tốt ra để thương những người mà xung quanh họ, và làm những cái việc tốt không cần phải cho tiền, nhưng ít nhất cũng một cái lời cầu nguyện và một cái lời nghĩ đến cái người đang khó khăn, chỉ cần nghĩ đến thôi thì cũng là một cái điều may mắn rồi.
Cho nên Tiểu Hương chỉ muốn là mình làm một cái điều gì đó để cho họ không cảm thấy xấu hổ và không có hận thù, mà để cho họ cảm thấy là xin lỗi, và xin lỗi từ trong cái tấm lòng của họ là đủ rồi, chứ không cần phải nói ra cái miệng xin lỗi mình. Em còn có một cái thắc mắc nữa là sau này khi mà chị đã được biết đến rộng rãi trên khắp đất nước mình, thậm chí ra cả thế giới rồi, thì chị có được một bất cứ một cái thông tin nào về cha mẹ ruột của mình không? Dạ, cha mẹ ruột thì Tiểu Hương có thông tin, và Tiểu Hương cũng tìm ra được. Nói chung là Tiểu Hương chỉ biết rằng cảm ơn bà mẹ đã cho Tiểu Hương được một cái sự sống, đó là sống còn. Chị có mặt trên những cuộc đời. Dạ, đó là một cái sự cảm ơn và sự sống và sống còn. Nhưng mà không thể nói hết. Tiểu Hương tìm đã ba lâu rồi, lâu lắm rồi. Nhưng mà tìm ra được nhưng ba không nhận. Ba không nhận đó là Tiểu Hương nó đi do là không nhận là hả biết. Đó là người nhận ở ba ruột rồi. Những nỗi này đó đừng cho ta biết. Vì nhận là ba ruột, nhưng ba không nhận. Rồi ba lại đã biết. Cột tay cột chân của Hương vừa không cho đi. Nhưng cuối cùng cũng trốn được, được người ta tháo ra. Cho nên là nhiều người ấy nói xong là Tiểu Hương lì á. Em như Tiểu Hương cũng không biết những người đàn ông được. Vì trong con mắt Tiểu Hương không phải là xấu, nhưng mà nó kinh hoàng, nó khủng khiếp lắm. Nó không có còn một cái bộ mà đó một cái mà ẩn chứa thật bằng đâu này. Dấu kích, dấu kích trong bụng. Mỗi lần ngủ cũng như thế, nó luôn luôn giật mình sợ hãi. Rồi khi lập gia đình, là liệu người đó họ có hiểu biết không, hay là mình cũng nhận. Đó, cái vấn đề Tiểu Hương chỉ biết rằng dù ba mẹ có sai bao nhiêu đi nữa thì ít nhất không phá thai được một. Nhưng chỉ buồn một cái rằng là tại sao cho Tiểu Hương được đã có. Chỉ thế thôi, nhưng không muốn nhắc lại, vì càng nhắc lại thì nỗi đau nó nhân rộng lên. Nên Tiểu Hương nói rằng tại sao không muốn những người đàn ông mà họ thấy rằng đó nhờ tôi làm vậy như vậy thì nó mới được ngày hôm nay, rồi sinh ra nhiều người đàn ông như vậy, Tiểu Hương không muốn. Nghĩa là em đang hiểu cái câu chuyện của chị là chị đã tìm lại được ba đẻ của chị. Dạ. Nhưng mà chính người ba đẻ ấy cũng xâm hại chị. Dạ. Chói chị hai chân hai tay vào thành giường. Dạ. Và sau đó là có người giải thoát cho chị. Dạ. Dạ. Và cũng phải là một lần hai lần mà nó nhiều lần, nhiều lần qua thời gian dài. Tại vì họ nói cái miệng, họ nói cái miệng xong khi họ lấy của cải mình. Tại vì Tiểu Hương biết cầm trường, tới giờ này cũng không biết khổng, không biết số ba con số còn lại không biết khổng. Nói là con ba con số mà kêu nhớ là không có nhớ, nhớ một con số. Cho nên riêng về trung tâm tài chính là 100% Tiểu Hương không biết, không quản lý tài chính, không coi vì không nhớ. Nhưng số tài khoản trung tâm là 17 năm hoạt động mà không biết số mấy. Vì Tiểu Hương chỉ biết rằng là mình làm thế nào cho những người hàng mạng thấy được là dù thế nào đi nữa Tiểu Hương vẫn là một người con của cộng đồng. Và Tiểu Hương được thành đạt ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng cho Tiểu Hương tinh thần. Giống như hôm nay ngồi đây, các anh chị ở đây cũng là cho Tiểu Hương một món quà mà động viên. Và mình làm sao mình ước ngồi trên một cái ghế đá mà không bị đuổi đi, ngủ được vốn mà. Nhưng mà mình ngồi trên ghế đá được ngủ một giấc là sướng rồi, thì làm sao ngồi trước một cái ghế giữa một cộng đồng vậy, chứ không khó đâu. Nhưng mà Tiểu Hương cố gắng hơn được. Có nghĩa là chị là một cái trường hợp bị xâm hại rất là đặc biệt. Đó là chị đã vươn lên và chị khẳng định chị là một người thành công và có ích cho cộng đồng. Nhưng chị không muốn truyền đi cái thông điệp là không phải vì chị bị hãm hiếp mà chị thành đạt như bây giờ, hoàn toàn không. Yeah.
mà chị được thành đạt hay là chị ngồi đây bây giờ là nhờ có sức mạnh của cộng đồng giúp đỡ chị. Đấy là một cái thông điệp mà rất là nhân văn mà chị Hương muốn truyền đến cho tất cả các bạn, các khán giả đang xem chương trình này. Và chị ấy một lần nữa khẳng định lại rằng chị ấy không muốn nhắc đến câu chuyện này để cho tất cả những người đàn ông vin vào đó và cho rằng là những cái cô gái, những cái đứa trẻ bị xâm hại không hề bị tổn thương. Rất là tổn thương phải không chị? Dạ, và bằng chứng là chị Hương ngồi đây nãy giờ và rơi rất là nhiều nước mắt khi mà nhớ lại câu chuyện của cuộc đời mình.